có bảo vệ cái nhỏ bảo vệ cái nhỏ cùng ngăn mà tập trận tập quyền là sẹn mận hót tụ ủn Việt Nam tình hình hay cổ ố vệ cái nhỏ sắp ảnh nát kỷ niệm tề hà giang hiện trạng mất cram là mau tập mỗi à lắp lùa trô và hiện lệnh ngạn là mau còn prai xuân mệt tiết là mau khồi tụa văn hóa kỷ phạ kề tề mau trùng kẹn ngò ngõ ò ác tiểu cổ tập trong mận nào hay cổ nghiên cùng vật trô ẩm bảo vệ cái nhỏ là mau ủn mẹ kỷ niệm là tập trạng cái đấy ổi tê nhỏ o mở trùng quyền ngò cái ổi tùng bèn mèo vạc tiểu bẹ cái nhọn tê tê này tê vài cái nhỏ mình đi về bỏ xuân này đã tiểu kỳ án để thằng cô cho là tiểu kỳ lại hôm cho hà cô cho làm về mèo vạc từ tỉnh Hà Giang tiểu kỳ xiêm tề từ này tề từ trong bọn nó hay cô à cùng tối ăn bỏ nhỏ là tiểu văn hóa từ trọn kỳ phá từ viết xuân với tiết đầu mẹ kỳ lệm là từ này tiểu bảo quân mình nghe mèo vạc nô cô bỏ với cái nhỏ tề việc bằng à làm ngăn a cả phòng từ này cô hâu mèo vạc cho một bên còn ngò biết cả nhọn từ tỉnh Hải Giang tiểu cô chốt là tiểu tụm hề là tiểu ôm hề ngò ngồi đã thùng tè cao bằng bằng tiểu ôm hề tụng còn lắp lề tận đề tụng còn ngò mổ đồng văn con prai à mèo vạc chả cứ đù hết lại nò ngò đã kỹ can bỏ ấm là con prai à cô rẽ căn đàn ta lội bất kỳ lệm tờ viết mèo vạc cho tiểu kế rễ ôi tế mùa giáp là hành trung quyền ngò kế rễ ôi phà rà đợt bò tế mùa trung quyền ngò ai xích khối tựa văn hóa bạ kề mà nó ý nghĩ ôi màn ẻo sắp là kệ ca nà ôi ác cập bòng kỳ xiêm tế tiểu ôm dồ tùng có ngò mồ đồng văn sớm mê tờ tròn rễ ôi thì nhỏ ở tiểu cổ to tờ cụm bằng mồ mèo vạc trong bèn có ngò mổ tề tỉnh Hà Giang là xin ôi tùng cặp bòng tiểu ôm hề có ngò mổ đồng văn hiện ai đã mỗi bài rình rề mà nó tuổi nó tự trạng rây ôi tề nhà ở á tiểu cô là rây ôi tùng ngò mổ bê là rây xin ôi tùng mổ cho và tôi tự trạng rây ôi tề nhà ở á tiểu cụm bằng mổ yên mất tự trạng kỳ sạp bà mê nhà ở hiện bà chàng tự trạng kỳ tài hồng là một cơ nguyên đặc biệt đến nỗi cho mùi còn ngò mồ kỳ phá kề là con prai vô hôm rù ẩm là mùi tùa tầm mẹm bề chọn là mồ mình đề xuân vô to à tiểu cổ tê vài liệu trả lo đặt trọng kế căn đàn ta bằng kỳ phá ọ và rê ổi à mồ là rê ổi tùng mau ra ngò mồ mê lọ nhà bằng quyền mà nghề xuân à thề xuân từ tiết xếp và chiếc nà mà bằng mồ đã tự trạng kỳ in kỳ tâm rề mê hiện pro áp quyền nghệ tiểu cổ ai và đơn tề cai và bề chuyện ca rễ ôi à con hoa mồ kỳ cổ đã sửa môi bên vụn tiền tiền con ngò mồ và kêu loạn lại à tì ai đã loạn kỳ lai cai và rễ ôi à con ngò mồ cổ loạn lại một tiết là mẹ mà nò ăn là ai và rễ ôi cái đơn tề để quyền nghệ a à, tiểu cổ à mèo vạc đã tới đêm là của nghi sẽ là cho cung âm vài và cha mà chiang pro na hi oi mình nghe mong tai mồ và pro na cái nàng căng và đặc về na tí cái tầm mềm na căng cả nàng bằng mồ hiện chiang na mới tập trạng kỳ chiang hết lôi ó tung khối tua văn hóa thì mình nghe mong na mau nghệ kỳ rì hâm na sung căn ai tập trạng kỳ rì oi tê có ngọc mồ cổ na mình nghe à cổ na mình hiện lôi ó tê tập trạng kỳ cái nẻ kít nam nghe hên là chục phút và bròn cả năng mới thể làm cụm ta thêm cả ta mổ ai trên ai cha pla nằm đều kề ta trong lệp lẹng mê cho nà ra mau lẹng mổ kể ta cho à view nà kề mê bạn à chê bằng tiền bò tiêu tua bro kề và vài kẹng cả bằng tiền bò nà mình nhận là con tô cường mê xin ổi kẹng đặc về lệm mui tiền mê nà va ing mê cha ổi cả ta niệm chiang khôi tua văn hóa phạ kề tỷ vài là lai xuân tỷ này nơi
tôi đang đứng đây chính là tiểu ăn tiểu tặng cổ cho là hàn tour nắc mã pì lèng đã mồi tung bùn toàn tour nắc kỹ càng từ Việt Nam tour nắc cổ ăn nghề mới được bao kia rượu mét hình rồi nắc là trên quyển plei hình và prok cả luôn là trọn cổ mẹ thẻ prok chen lơ heo là nắc ngò là gà sắp in nằm mười bao chân hiệu tăng giật trên cho ăn nằm mười bao chân hiệu rồi chặt tạm là lưỡi được bao nghề sung liệu cổ xuất hiện chiang và nêu trọn cổ tung là một chấm mười kẹ bằng sợi này mề cho là trọn sức xua xuất in hình tường ngò cổ pin xuân chả lo tài tăng là còn prai các đàn ta mới tiết là nắc cỏ can pin cùng chả lo còn prai sức xua tiêu này kiểu thì cho là trọn prúc sức xua trong phút sụp xua cha bật xả cho là trọn các bệnh cả vòng bằng yêu mà mùi ở Việt Nam là kỳ sọn để trọng phúc xúc xua của ôi tung đẻ mùi ba cho là vịu mồ là tăng ôi bằng mùi ba cho là cà phong là con trao là tệ bằng mơ tiểu kỳ rửa vịnh kỳ rửa yêu ai hết là nghệ trọ à Hà Giang và mùi hình trọ là chạy cái tiện trên trọ à trọng phúc làm xúc xua là trọng phúc làm xúc xua ai này xúc xua chăm chăng bà sắp nằm là tạm chát trôn trụ chát tề chát ăn rồi là hiện po trọng ấm mưa tự trọng hơi ối nèo ấm nhỏ mô hình trùng quyến ngò à con ngò mổ Hà Giang nằm mặt nói và tự động tuyển kê đến tê tế quyết mừng nghệ in công prai kỳ bro tư tự niên xuân in trọng cổ hiện po lô là mâu tự trọng kỳ kênh nệ kít là văn hóa tiền mừng nghệ của ngò Hà Giang tự tập chung bạn nhỏ mô hình trùng quyến ngò ấm bền mèo vạc tự kê chà tạp ra à lắp lùa nằm nhạc chót là trọng phúc khởi yêu của chót là tiểu kỳ lệm bác mơ tập mội kỳ hạc kít diện bệnh là kỳ căn tế công prai hiện bù ấm mèo vạc à cổ trên lẩm trọ bằng Hà Giang mới cho mũi tự trạng kỳ lẩm năng còn ngò các đàn ta rất sốc còn bài nghiệp lẩm pin xuân chiang mà nò mà ngạn à tiểu kiệt nghệ ta lò phoi tùng hiểm tuyển à cổ tuyển mà nghệ lò ra hal nhỏ o trung quyển ngò pin là sắp màn ẻo tiểu ngò lò tay lẩm ông phải cài nhọn nữa cô ăn để ai mà à tiệc quạng nhỏ quý cô cho nó mui tiệc quạng kỳ lệm tới viết bằng ngước kỳ trên nhất là tiệc quạng lội tới cụm bằng tiểu tới viết tiệc cặp phòng tu sắn là tiệc cặp phòng tu sắn cô cho bà xã cho nó mui cặp phòng kỳ trao mà mui để đông nam á bằng trên tới mồi lẫm trọ bằng về vạc mê cùng tỷ là lai cài hết lôi ngặt là tiệc quạng xuân mới tiện là cặp phòng trao tu sắn kỳ cô nữa cô bỏ việc cài nhọn à tiệc tề việc bằng à làm hạn kỳ lệm tiệc quạng nhỏ quý cô không tăng cầm bồn rồi nát hiện tiếng chiêng cho à mèo vạc là hai trà ngạn là con bài kỷ lệm à quạng nhỏ quế ngạn kỷ lệm tê cả phòng tư sắn cho mình cho bạn năng tê quạng nhỏ quế trà ngạn cho là tầm miệng kỳ khít tê con bài bạn mừng ngước tia tụng ra được hạm trên nhất hiểu lua tụng tệ ngò mổ cổ là xúc rò mà mùi cho là trềm chạy ối ngạn là tia hiểu trên hình nghiệp lời ngạn kỹ khăn tê mò vĩu ngò à ngay kỳ rắn nắc bạn lắc bạn mò còn plên kỳ trên nhất tây tàng và một chàng pro mới còn bài lệm tần trọm pin lo tiểu cổ mới tiếc là mới cả thằng tụng tè sữa còn bài một chàng pro tài mau còn bài hiện chàng ải xe mề đã một nạo chế cổ mèo vạc hiện bị khách tập trạng khi một chàng pro tiêu ẩm châu bằng ải tập cụm bằng là con ải làng khôi tựa văn hóa tiểu mùa giáp ba trung quyền ngò kỳ ổi à cổ mèo vạc cũng là một cái huyện mà có mèo vạc ai hết là còn bày cái lẻm xua mê nghiên và cả mèo vạc thêm một chàng pro tiểu ông vô là tiểu tê tầm mềm tung màu nặng của nắc bình xuất hiện ai mò trọn là mà mùi một chàng là màu cơ chế mà nhóc tổng cùm à màu của group mà nghệ kê và pro mò tiểu ông vô kiên rưỡi ta bạn nhỏ o có bọn trung quyền ngò rồi bọn cái lai cái ai lịa và bọn nghỉ ôi chàng là homestay tiểu ông vô mềm bền xuất hiện ai màu chính sách tế tính cùm và nhỏ o bề bò là mà bịa nẻo cho mất khu cái nò lịa và pro tiêu ông châu và nò lịa pro ta rụm bằng màu hạt bọng kỳ và pì mình nghiên bạc cảm chẳng pro tiêu ông châu tụng bè bằng tiêu ông châu rèn bèng ai ta cụm bằng ông châu ngặt là con ấy lăng lên bề pì pro màu khối tựa văn hoa để màu trung quyển ngọ ạ cổ cho là màu tập trạng kỳ pì pro tại hôm bằng năng là tập trạng chẳng ông châu để tung cả bọng quyển ngọ hạt trung cổ.
rất nhiều du khách nước ngoài tìm ai hết là tầm mồi tung tần này tia xin một tiết còn e xin hẹn làm trò à mèo vạc và chả ngạn lo kỷ niệm tề nâu còn ở lang hẹn bru ẩm tiểu cô cô cho nà rô áp quang à làm trò bằng hà giang nhìn hẹn to nà xe bru khuôn nà mòn tường ngò còn prè à cổ lo cần trả năng chả to plong ngạn nà còn prè à cổ lo lệm bằng năng nà à cùng với tôi ẩm tiểu bóng hi à nẹn làm bồ cô dù cô cho rô áp quang à làm trò ở Việt Nam nẹn bru làm cổ sụp rò bằng năng à cùng tôi tâm lẹng ẩm hê hên nghệ kỳ và khó chả này mèo vạc cho tiểu rễ ôi từ những mùa cho bát hành trùng quyển ngò tung mê quyển ngò mong cha hiểm chắc tinh rượu tung tê tăng cơ sở nghệ tung tèm bèn tung lại cô nát chính quyền bằng quyển ple à tiểu cổ xuất hiện tệ bằng tiểu bò mà chiang ple là văn hóa ông châu tung ple tìm nghề mong à thôn bá vi hạ địa chậm bá vi và tầm ple âm à về phủ lấp lùa chả này lề văn hóa ông châu tùng lề để chậm bá vi ai bị chơi hết bật bỏ nghề mông cổ cho đặt tiêu mà nó khôi tựa rồi ôi bằng mất tập trọng văn hóa phá kề để nhỏ o quyền ngò mông cho lề văn hóa ông châu tùng lề bà kêu tập trọng kẻ đặc vệ bị pro khôi tựa quyền ngò bá vi xuân ôi ai là nội chuyện một chàng pro tiêu ông châu và tấm lẽ ông mẹ kỷ niệm văn hóa là màu cờ bong trô bằng tấm mồi em mê cúm ảm nhỏ o tung thôn ai tận ôm là chàng pì tắc lệ chả so bấm tích tung tập trọng kỳ rê ca ôi cơ hội cho bà con trong thôn có thêm công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Trong năm những năm vừa qua thì huyện tung mở nằm của Nam về xuất hiện cha ai đã tập trung kỹ tâm mang tổng cùm tề tĩnh xuất hiện một chàng pro mở ple văn hóa ông châu tùng ple tùng mê cho ple văn hóa ông châu tùng ple tề chu quyền ngò mong à chậm bá vi là nội cổ ai bị chặt hiểm là tổng khi hiện pro ple bằng mặt đòn tài kỳ rô à quang nghìn xuất hiện tới rụm bằng mở pong và một chàng pro là va tập bội kỳ lẫm trô là ông châu à tiểu kỳ cổ và cả ổi tê tiểu ngạn và ngạn còn prai kỳ lệm à cô bằng tập trạng kỳ đặc về khuyết tựa văn hóa bằng ai tập cụm bằng một chàng pro tiểu ông châu mới bền xuất hiện ai đã đề án kỳ và pro mình nhân là mười tiết đặc về tựa pro nghi kỳ ton mà bẻ cho là một chàng pro tiểu văn hóa kỳ lệm à cô cái này cô à cùng tôi ẩm bò với các nhà ở trăm năm mươi nghề từ mỗi kỳ kít mười nghề cái ai nọ viện cùng đặc về bị pro khuyết tựa văn hóa tìm nghề mong à tiểu cô mới cho phù sùng mỹ yên có o o có mất cần na bên để cô không ai tầm mồi hà o xuân ai hà là yên đăng na mỹ yên thề ẩm à này là sắp yên na mê vầy bỏ tập biết và bỏ tập trọng kỳ tội tập luyện của hà kỳ xem một chàng lề văn hóa cô mới cho và đặc về mốc khối tựa văn hóa kỳ toàn tề mà nghề mong bằng xuân trò là tiểu kỳ và tầm mồi bằng nhỏ o trốt là luyện luyện là mốt tập trọng kỳ bỏ tiêu tựa kỳ toàn và kêu mềm vô xuân trò rốt và tầm luyện mà ung bẹ văn hóa tề nghề mong cha trốt bằng tây tăng tề quyết mình nghệ kho và chợ này à cô trên tầm mồi trốt à cô mới hôm cha luyện luyện mốt tập trọng kỳ mười hà ta na là hình bọn này thể trốt bằng o của hâu qua cuộc trò chuyện lê tập quy tình nò à chả này sùng mỹ yên nội cô đã pro trưởng ban và quốc ngạn để ple văn hóa ông châu để ple bá vi yên cho là một nghề cho quyền ngò mong rồi kê biển cả nam mà em sượt kê tập quy ra là anh lê rồi là hạt hà mới sùng mỹ yên để cho làng cha đã tập trọng văn hóa để mình nghề mong là cho à chê bằng ta rem là mình nghề tà yên bác nhỏ hiện một chiếc là kế hoạch kỷ niên và ta rem cho ai tập mồi làm cho bằng bá vi cùng cha ngạn là lo tụ mơ văn hóa kỳ phạt tập viết tìm nghề mong và ple nhân tà là văn hóa mong à quảng yên cha à viết à nghi và tập ple đã khởi tựa ổi tên mình nghề mong à tiểu cổ để hiểu rõ hơn về văn hóa Mông. Và lệnh nhân ta là văn hóa Mông mới ập quảng yên cha á với á nghi và tấm lệnh là khởi tựa ổi tìm nghề Mông á tiểu cổ. Xin giới thiệu với chị Huệ. Và tấm lẹc bằng nà huệ pin tế ôi tung tiểu văn hóa hàng tế, mùi tỏng hì ôi tiêu khối tựa tế mà nghe mong.
Tên là Huệ Lò Mê, đã bảo tự trọng văn hóa tìm nghề mông, mê tiểu kỹ kíp bà mùi, mê cho đã tiểu và sôi. Bà kêu mê tuổi đọc bóng nghề xuất ổi ải là cặp bóng tấn nọ on, bà cặp bóng kể tấn tắc tấm mồi. Bảo tự trọng văn hóa tìm nghề mông, về cảnh trai cho đã mong nghề kỹ ải noạn rạc vẻ, đã on tung hồn bóng nghề, đã tiểu tấn nọ on, xuân cho đã tiểu, kỹ vài nà mà nó tự trọng kỹ rạc kê và rạc ngăn là tế tung hồn bóng nghề. Là trên tuổi bóng nghề ai tấm mồi trô ôm hay, lỡ ai bề bù trô bồ mê là nghề cân nổ cũng ai noạn chẳng tấn tắc tấm mồi, bằng khuyên tuổi tấn tắc tấm mồi tìm nghề mong men trổ xiêm cho đám mưa tự trạng khi kết địa kít cái này cổ kêu na huệ trổ ôn trổ tìm nghề mong nghìn cô cứ tiện chèn mót à kiểu nghi mới à trả lò là vài trò mong để cái na chẹn à kệ tiện chè lành là yên ấm này là mình nhận hết cái trời mỏng cái lai cái trò nằm xuống can xuất à thể này là cái sự bề lành và tiện là chè cô xuất cho từ trò à thể chăn cả kê cao bằng pro cho làng nêu chiang tiện là môi bà chè cái lem mới cho môi tủ mót từ trò chẹn kỳ và khen kê cái ai hiểm tiện tìm được biết bằng này tủa pì cả để khu về cái trời mong nghề lanh là một nghề thủ công truyền thống. Chuyện tiện chế lanh thì mình nghề mông, cái hiện ai sắp ứng nát là tiểu văn hóa tìm nghề mông mê và tiện là mùi bà chế lanh tiệc cổ mê cả lại hình tựa bò sắp ứng kê so là lìa so bề lanh là cái sinh bề lanh và bò màu bà chế cái tiệc cổ là tiệc mê thể hiện tăng là mùi rất nặng mê pin nẻo chiang và tiện bò kê là mùi bộ mặn ẻo thì khu vực cánh trai mông mùi tiệc cổ. Na huệ pì chiang tiện chế lật cổ hôm hẹn toàn hà à pì xuân hẹn toàn mê mê tăng vật tiện kê mùi bà đã chế toàn toàn lại hà na là mùi bà chế lăn cổ thể tài một năm nếu tiện kê mùi bà chế tìm nghề mỏng cổ mê tè mê là thể ấm ấm nửa hôm chiang hà phần và nhiều đoạn để mới dệt thành vậy bánh. Và cái câu nào là quan trọng nhất trong tí dệt vải mê tè mê tiểu cái lai bò kỹ cả mà mùi dây lanh khi mà mình đã lấy từ cây lanh ra bóc tệ ra là mình phải làm rất khó thì mới bóc ra để nó thành dây lanh chạy mà nó trắng để dễ thành vậy. Vậy thì chị cho em làm thử. Tiếng mê nà thẻ ăm ò một nửa bròm chiếng hạ hôm đăng. Cái này là mình buộc để cho chắc chị vừa cho chắc để nó không vừa ra. Đây, bỏ vào đi. Bỏ vào ạ. Bỏ vào thì mới được. Đây, rồi ạ. Cho vào đi. Thả chân đi. Thả chân ạ. Đấy. Thôi ạ. Nhưng mà được một lúc xong lại quên chị ạ. Giật chân ở đằng sau. Ra đằng sau đây đúng không được ạ? À. Được rồi ạ. Kéo lên. Được chị ạ. Được rồi ạ. Được, bây giờ em cho cái này vào. Được rồi. Cho số giật. Bộ. À. Thả chân. Thả chân ạ. Vâng. Ui, em thấy nó khó quá. Em bây giờ em phải làm thế này. Em thả thả lỏng ra. Thả lỏng tay thả ạ. Cứ cho thoải mái vào đi, cứ làm thoải mái vào không sao cả. Tức là cái này phải là lưng thả vào. Thẳng lạ, thẳng lưng ạ. À, rồi. Đấy, thoải mái vào, em cứ làm thoải mái vào. Giật. Xong bây giờ, vừa ra em tháo ra. Tháo cái bên này ạ? Vâng, tháo ra bên này. Rồi ạ. Em kéo đi. Em kéo về đây ạ? Kéo về đây. Một lần ạ? Vâng, một lần. Thả ra tiếp trên này. Có giật chân không ạ? Không giật. À. Bây giờ kéo cái lửa này. Bây giờ thả chân ạ? Vâng, thả chân đi. Thả chân. Được rồi, kéo sang đây ạ, à. Giật chân đúng không ạ? Vâng. Được chưa chị? Rồi, được rồi. Rồi, thả lên. Thả. Không thể nhớ được. Thưa quý vị và các bạn, để tạo ra một bộ trang phục của dân tộc Mông thì những người phụ nữ Mông thì phải rất cần mẫn và chịu khó ở bên khung cửi của mình để tạo ra những sản phẩm này, qua đó thể hiện được sự đảm đang khéo léo của người phụ nữ ở vùng cao Mèo Vạc.
để sinh tồn nơi cao nguyên núi đá. Và chắc rồi ôi, ai còn ngò mồ kỳ bà ò mới tiếc à biểu vạc. Mình nghe mong bác nhỏ ò mòn rút kết ngò hiện thể trang ma mà tự trọng kỳ bà bà ò cổ kỳ bà cha rồi ôi. Nà tăng lại chẳng tiện chế cho khen cho là kể kể tới khu vực kinh trai. Mấy đoạn chẳng tế khu vực kinh nổ cho mà nói anh tự trọng chẳng bị kỳ cà lại và đến đây. Mới tiếc là chẳng tiện trang là tiện cha. Là chàng chia cho là 10 tuổi ta mẹ kỳ cả tê nhỏ mong rìm rõ lầm à chết lừa lầm à cái chờ là chàng chia cổ là quyền bề tay và mặn là ta mẹ chàng à lai là cái chai chia lừa vào cái ta mẹ kỳ ê là chàng chia xuất hiện từ cụm mắt tự trạng rơi ổi tìm nghe mong sắp ứng nát là chiang là nghiệp vụ kỳ mà tê vài cái ra nhỏ là bà kêu mề là cho nội cô là chuyện tiện chàng chè thì xem vụ cái nền kết đại văn hóa tê xin uẩn cha là liệt bị lò âm nhỏ. Bà tấm lẹo bà nà huệ cổ cho là tiểu tế màu nghệ nhân tiện bà chàng là tấm mẹm tiện so bà yên bà ô tùm bà mùi bê hai màu nghệ nhân xuân chàng và tiện lê bẻ tò chàng là chàng tù rễ ôi tìm nghe mong ai nói chuyện cả là mới tiếc đã kẻ vô tay và nông á lai cái chai rìa bằng nông tà vệ nịnh làm á chích tiện và viện về chích bình tiện bằng tên nâu bà tuột bỏ kỳ mê. Ô yên mấy chàng cổ bình tài hôm toàn hạ. Mới tỏ chàng cổ bình tài xuân toàn hạ là xuống gà gà xuân chàng tài tùng bà buôn đông tầm lạc nằm là huệ hôm và một nụ ở bồ ngạn hạ. Bà con cứ hồn đi mà để lên nương. Dạ vâng ạ. Ê màu là ào mùa ngạn tế cổ. Mẹ xuân hôm hạ tăng tế mà pinh và cha làm ở chiếc cái chờ xuân hôm hạ. Mẹ tế mà mẹ ta bình cha tế ở cái chờ cái to lai lịa hạ. Tế cổ cà tế tăng bia rượu trốc bái rượu ở bảo lịa. Mà lồi trích hẹn tới trọn là khu về cái nổ mông mê tì chàng hết lồi là khen. Khen chọn là tình trạng kỳ tì chàng hết lồi bằng chọn là mưu tầm mẹm kỳ cà vầm chàng tựa văn hóa bạc kề từ nhà o à tiểu cổ. Bạn mà nghe mong loạn khen chọn là cả kít cho tầm mẹm kỳ tụi mê bà quên mà nghe bạn tự trọng kỳ lòi bà tiệu là sự tự trọng kỳ tụi mê tụng lê lên bà tự trọng kỳ khỉu bà cùm ẩm tì nghề kỳ tầm măng lò sụp rò ta. Là tất trọng kỳ bò bằng rê khen mới chọn là nọ chàng tới khu về gần nổ. Và bò là mùi tỏ khen mới chọn là nghệ nhân ở thẻ kê tu mùi chàng bò mẹ là tầm mẹm ở thẻ chăn cả và bò chàng mùi tỏ loạn khen kỳ lệm. Và tầm mùi bằng vây bù trùng lắp rê tầm này và hiện bệnh tụm là một tất trọng văn hóa để mình nghe mong. Nào phát tầm mồi bằng lắp đặt tên này và hết lệp lệ nhìn tụm nắm mặt tật trọng khỏi tựa kỳ lệm tê mừng nghề mong. Mẹ sùng mỹ yên bằng mò rập bóng nghỉ nhỏ o tung lề là văn hóa ông chô bà vi xuất hiện mặt nò tìu cái chô tầm lẹng là tìm mừng nghề mong tung hài tật rô rên bà mạng tiểu tung lề. Tung tiểu cái chờ mẹ tầm mồi cùng chà hạ lắc tỉ chà tung tiểu kỳ sục rò ca là màu kệ ca tiếp khỏi tựa bằng rề mò tầm mẹm phạc lề tầm nghề mong vê bò đặt tầm mẹm ru ẩm bài phù. Tuốt nẻo rút lạm khổ à chạy trăm đám mươi nghệ phụ kỳ tử viết ngọt Simon cho đám mươi nghệ kỳ tử mỗi bí trô ở Việt Nam tận nặng và nền nàn ăn lê ảm với o học trò. Anh kể rằng, trong thời gian ngọt tuổi tử cổ, tùm lá rê ôi à cổ mình ngọt là xuân hiện chiếng ma bắt tử trọng rê ôi bằng xuân thần lêm bắt tử trọng kỳ bà tì nhỏ o bắt trụ quyền ngọ kỳ rê ôi à cổ phòng ngọ hổ kỳ cổ. First time in
làm cho mèo vạc rồi quảng tu nằm bị bầm chân hiểm tung clip trở về từ Việt Nam tân nặng và viện bị chuyện môi là bọn homestay môi là bọn mẹ xin lò nằm mau tị cổ lệm bằng năng sắp yên có ngò quyền mới ghê ta trốt tự trọng văn hóa hà bỏ thể tâm biết là trình cho cổ mẹ bỏ cùng tự viết sửa còn ngò can đơn ta toàn anh mê bỏ cùng một hình và hình bệnh hình ta là tự trọng hơi ổi tị quyền nghệ a cơ bong tân đề tiểu cổ về đời sống của con người nơi đây đấy. Tôi và các bạn vừa khám phá mảnh đất mèo vạc xinh đẹp. Bảo vệ bỏ nèo hiện plek là tận đây mèo vạc kỳ lẹm bạn mới khởi tựa văn hóa ấy hết một nước tiền một giáp bát trùng quyền ngò rồi té bắt tận trọn kiềm hệ ẻm tu rồi ổi ạ cặp bông con ngò mổ tình o cổ mấy dạng pro ẩm mèo vạc chiang con ngò mổ kỳ lẹm bạc năng tận trọn hiện plek tu rồi ổi là và một cây hải cổ thằng bỏ tơ chồ thì làm cho mèo vạc tiểu cái xiêm tới tận này tiề.